Đồ Gỗ Đức Hiền xin kính chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay là 28 tháng 1 năm 2015 và clip này được quay theo yêu cầu của anh Thanh ở Thanh Ba, Phú Thọ. Và clip này nhằm giới thiệu chiếc sập với kích thước 1m6 x 2m và với mức độ vân thì mức độ vân gỗ thì không thể bằng cái chiếc của chị Linh hoặc anh Vi. Tuy nhiên với cái chiếc Dạ Tiền là cái phần trung tâm nhìn ngắm thì cũng có thể nói là cũng được 1 9 1 10 với chiếc sập của chị Linh và anh Vi. Đây quý vị và anh Thanh từ từ quan sát thấy cái phần vân gỗ nó đẹp như thế này. Và khi mà quay phim thì chúng tôi quay ở phía trước cửa hàng để cho nó tiện đi xung quanh, nhưng mà nó sáng quá thì đôi khi nó cũng hơi lóa. Và Đồ Gỗ Đức Hiền nằm tại làng Mộc Đại Nghiệp, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên. Và trong khi đang quay chiếc sập này thì bên cạnh đó là những người công nhân của Đồ Gỗ Đức Hiền đã đang bắt đầu tiến hành bọc bộ bàn ghế ăn để mang đi Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Ở trong clip trước tôi mới giới thiệu bộ bàn ăn này xong. Hãy trở lại với chiếc sập. Thì chiếc sập này với kích thước 1m6 x 2m và thực ra là với cái sập thông thường 1m6 x 2m thì tiêu chuẩn của nó là chân sẽ là vuông 20. Nhưng mà do cái đợt này ấy, là chúng tôi pha được nhiều phôi gỗ vuông 24 dành cho sập cỡ lớn. Nhưng mà cái này nó cũng phù hợp với cái sập này cho nên đã làm với cái kích thước ngoại cỡ. Cho nên là cái chân quý vị quan sát đây và anh Thành quan sát là thấy được cái chân nó rất là lớn như chân voi. Và nếu mà anh mà thích cái loại chân nhỏ hơn thì chúng tôi rất vui lòng để phục vụ anh chiếc tiếp theo. Bởi vì chân thông thường nó chỉ vuông 20 đến vuông 21, vuông 22 là cùng. Nhưng mà chiếc chân này là vuông 24 cm. Tối hôm qua tôi còn mang thước tôi đo lại. Và cái phần... Chú Long ơi, có thước ở đây không? Thì chú mang cái thước đây chứ. Đây tôi đang gọi một phó cả ra đo chiếc chân để quý vị xem. Đo cái chân này cái. Đây quý vị, 24 cm. Đo chân bên kia. Từ đây rất rõ ràng, thôi được. Và trở lại cái phần mặt. Thôi không cần. Cái mặt này cũng thế, cái mặt sập này thì chất rất là đanh và mịn. Và vân thì cũng không bằng trước của anh Bi và chiếc của chị Linh, nhưng cũng không phải là không có vân. Đây vân cũng là tương đối, bởi vì ở đây Đồ Gỗ Đức Hiền là làm là trong vắt và trong suốt cho nên là có tí vân nào là nổi lên toàn bộ luôn. Đây vân gỗ đây đúng như hình ảnh hôm trước đã chụp ảnh, nhưng vì hôm trước có để chữ anh Điệp Quảng Ninh cho nên là anh Thanh cũng quay náy là anh lo rằng chiếc mặt đẹp hôm đó đã đưa cho anh Diệp rồi. Thực ra cái đợt đó là có 3 chiếc liền và tương tự như nhau cho nên là anh Diệp ở Quảng Ninh thì nói rằng là thôi tùy, muốn chuyển chiếc nào cũng được. Thì đây nó. Trong đợt này là có 3 chiếc mặt và 1 chiếc đã chuyển về anh Diệp ở Uông Bí, Quảng Ninh, ở gần khách sạn Thanh Lịch, đối diện với nhà máy điện Uông Bí. Và một chiếc thì sắp được chuyển về Nga Sơn, nơi làm chiếu nổi tiếng của Thanh Hóa. Thế còn chiếc này thì dự kiến sẽ chuyển về Thanh Ba, Phú Thọ, chuyển cho anh Thanh. Đây là dự kiến thôi, còn đợi ý kiến của anh Ba, của anh Thanh xem như thế nào. Cũng cho lên mặt
quan sát mặt và dạ tiền. Bây giờ tiếp theo đến dạ hồn. Dạ hậu. Tóm lại về kiểu dáng thì rất là đô đá chắc chắn, dày dặn. Và chúng tôi có nói vui là trông như một con trâu mộng. Xu hướng tiêu dùng hiện nay thì khách hàng hay thích dùng cái sập trơn như thế này. Bởi vì một số những cái sập mà đục chạm chi chít quá nhiều, sau đó không vệ sinh được, thì ban đầu trông cũng thấy đẹp nhưng mà sau này dùng nó không thể hiện được cái tính chất đô đá, tính chất đã gọi là sập thì người ta hay nghĩ đến một cái gì đó hết sức là bền vững và chắc chắn. Cho nên cái với cái sập mà trơn và để cái dạ dày nó vỉa mọng như thế này ấy, thì là đạt được cái nhu cầu đó. Trước khi dừng clip này, chúng tôi trở lại quay lại chiếc dạ tiền để anh Thanh và quý vị quan sát một lần nữa. Nếu như tất cả những cái phần khác của chiếc sập đều đạt được cái mức vân tương đối như thế này thì nó đã trở về cái series hàng vân đẹp đặc biệt, như là chiếc của hai chiếc chuyển về Sơn Tây, một chiếc chuyển về cho chị Linh ở Diễn Châu và một chiếc chuyển về cho anh Bi ở Long Xuyên. Clip đã dài, chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và xin tạm biệt quý vị. Hiện nay những người công nhân của Đồ Gỗ Đức Hiền vẫn đang làm các cái khâu chuẩn bị để bọc bộ bàn ghế ăn đưa vào Thủ Đức, Hồ Chí Minh. Chùm vào một cái. Thường chúng tôi trong những phần đóng gói thì sẽ dùng ni lông trắng mới tinh chùm lại một lượt, sau đó sẽ dùng bìa các tông mới để bọc kín. Này, quý vị quan sát. Kể ra cái độ nghề nghiệp là chúng tôi cũng không nên quá cụ thể như thế này, sẽ lộ hết nghề nghiệp, nhưng mà thôi, chả gì bằng cái sự thật và sự minh bạch. Với những mặt hàng chuyển đi xa vào trong Nam và chuyển ở những cái ô tô tải hoặc ô tô khách thì cái khâu đóng gói rất là quan trọng. Mặc dù cái bộ ghế ăn này vẫn còn để mộc, tuy nhiên là mộc kiểu thành phẩm, cho nên chúng tôi cũng không tiếc cái phần chi phí đóng gói để làm cho chu đáo cho khách hàng. Để có một thương hiệu thì ngoài cái yếu tố thiết kế rồi trong các khâu sản xuất từ hàng ngang đục chạm lại đến khâu hoàn thiện như thế nào và đến khâu cuối cùng là đóng gói và vận chuyển làm sao để cho sản phẩm giữ được cái vẻ đẹp và không bị tổn hại gì, thì đến khi đến tay người tiêu dùng là không còn vấn đề gì nữa. Thì cứ khách này giới thiệu khách kia và sẽ có công việc quanh năm để làm.
Clip đã dài, chúng tôi trở lại chiếc sập một lần nữa và xin tạm biệt tại đây. Và có lẽ là trên hình ảnh trông sẽ hơi lóa và hơi sáng, thậm chí hơi vàng, nhưng trong thực tế để trong nhà thì để trong nhà là nó sẽ ở một cái tông màu cánh gián vừa đủ.